Xin chào đại gia đình mình ạ. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 dương mọi người nhá. Có các bác điện rồi là các bác hỏi rất là nhiều luôn. Là cam có lứt không? Cam nhà mọi người lứt nhiều quá. Lứt nhe ra cam V2, lứt cam cạnh lứt mọi người. Thì 4 hôm nay mình chưa lội vào vườn được. Tại vì là hàng xóm có bà cụ bà vừa mới mất nên là mình ở 3-4 ngày ở đấy giúp gia đình nhà bác ấy. Đâm ra là bây giờ mình mới vào vườn được xem thực tế của nhà vườn mình đây mọi người nhá. Cũng có những quả bắt đầu nó có hiện tượng lứt, nhưng mà tỷ lệ nó rất là ít luôn. Đây là thực tế mình chia sẻ với mọi người. Thì cái kỹ thuật để mà chống lứt, bón phân gì chống lứt thì cũng chỉ đơn giản là mình bón lần này sắp sửa mình vừa rồi đây mình bón là được lần thứ 3 đạm canxi rồi. Và mình phun bo canxi cộng axit amin cộng vi lượng thì mình phun được lần thứ 3 rồi, sắp sửa mình phun lần thứ 4 đây mọi người nhá. Mình đang định hôm nay phun nhưng mà mệt quá, người mình mệt quá nên là chưa phun được. Khả năng là sáng mai hoặc là chiều mai mình sẽ tiến hành mình phun tiếp tục cái bo canxi. Một là mình phun bo canxi, hai là mình phun bo kali cộng với cả axit amin cộng với cả vi lượng mọi người nhá. Mình phun tiếp tục một lần 4 nữa đấy. Thì phòng chống lứt thì mọi người phải phòng từ giai đoạn cam canh thì phải từ tháng 6 sau khi quả nó đậu là mọi người phải bổ sung rồi. Còn cam V2 thì có thể là từ đầu tháng 7 bắt đầu mọi người phòng. Đầu tháng 7 dương là mọi người phòng đấy. Bây giờ nhìn tổng thể như này nó ra lộc mọi người, thì thấy rất ít quả mọi người nhá. Đây đúng không ạ, nhìn thì toàn là lộc nhiều. Cam gì bây giờ cũng thế, nhưng thật ra vào sát thì mọi người lưng lên mọi người mới biết được là nó có quả hay không. Đấy, đây mọi người này, này lưng lên này. Đấy, đây là cành gầm này, mọi người thấy chưa? Đây nhá mọi người nhá, nhìn xa thì không thấy quả đâu, nhưng mà vào vạch này. Đấy, đây nữa này mọi người này. Đấy, nó díu xuống. Đấy. Thực tế thì có bác cũng vừa điện xong đây, mình vừa đang định quay thì nói chuyện với bác ấy bảo là thế thì bây giờ giai đoạn này thì cam V2 thì lên phòng chống cái gì, cũng như là cam loại khác thì phòng chống những cái gì. Thì mình cũng đã lại ra rất là nhiều video nhưng khả năng là các bác không xem, không để ý xem những video mình chia sẻ mới nhất đó. Nên là các bác không biết được đầu tháng 7 mình đã chia sẻ mọi người một video rồi là trong tháng 7 rồi là đến tháng 8, tháng 9 dương. Tháng 8, tháng nhất là tháng 8, tháng 9 dương là hai cái tháng này, này là hai cái tháng mùa mưa. Thì bệnh lấm thối nhũn và bệnh thối cuống quả là nó phát triển cực là mạnh luôn trong hai cái tháng này. Thì mọi người phải phòng trừ thật tốt cho mình ở cái giai đoạn là tháng 8, tháng 9 này là hai cái loại bệnh là lấm thối cuống quả và lấm thối nhũn. Thối nhũn thì mọi người chọn những cái dòng gốc thuốc gốc đồng, mọi người phun ngửa vòi và phun tầng gầm và 1/3 cái mé dưới của tán thôi mọi người nhá. Đấy là cái thằng đồng đỏ. Mọi người phun kép 2-3 lần, hoặc là có thể là mọi người phòng thì bây giờ mọi người phun sớm 20-25 tháng 8 mọi người phun một lần, sau đó tầm mùng 10 đến tháng 9, đầu tháng 9 hoặc mùng 10 tháng 9 mọi người phun một lần nữa thì nó sẽ tuyệt đối luôn, nó không bị thối lũn, không là nó bị rụng hết tầng gầm. Còn thối cuống quả thì mọi người chọn những cái hoạt chất như là Zizumin, nó có hai hoạt chất là hasaconazole cộng với cả metalicin ấy. Đấy là mọi người phun và nó ở cái dạng là VKG thì nó là cái bột nó hòa tan được trong nước. Đấy, thì nó tốt hơn, nó sẽ nhanh thẩm thấu hơn. Còn nếu như mọi người phun ví dụ như di nhép vàng là cái mancozeb thật và mọi người mua thêm cái thằng metalicin về mọi người cộng thì nó ở dạng cái VKP thì nó là chỉ là bột thấm nước thôi. Viên bột nó thấm nước và nó loang trải ở trong, phân tán ở trong nước thì nó khó hấp thụ hơn. Nên là mọi người chọn lựa trong cái giai đoạn này thì mùa mưa mà, thì mọi người phun cái loại nào nó nhanh hấp thụ. Ví dụ như là cái Zizumin, nó là dạng VKG, hoặc là có thể mọi người phun những cái thằng hasaconazole. Đấy, là những cái hoạt chất chống nấm đôi chiều. Đấy, hasaconazole cực là tốt. Thì mọi người hòa đặc lên một chút. Trước đây có cái cap enzyme cực là tốt, nhưng mà bây giờ hoạt chất đó bị cấm rồi. Thì cái hasaconazole là cực kỳ cũng là tốt mọi người nhá. Nó là em của Zizumin thì mọi người hòa đặc lên. Ví dụ như nhà mình vẫn phun là một chai đó phòng, thì ở giai đoạn phòng thì phun là từ 400-600. Nhưng mà mình ở trong mùa mưa này thì mình phun thì mình đánh một khối cho 3 chai. Thậm chí nếu như vườn nào mà có hiện tượng bị thối cuống quả rồi thì mọi người phun 250 một chai luôn. 200 lít nước, 250 lít nước một chai, 1 lít đấy luôn. Đấy, đây quả này bị lứt này mọi người này. Đấy,
Mình không phải nói là vườn mình phun phòng chống theo cách của mình là quả không bị lứt mọi người nhé. Có lứt nhưng cái tỷ lệ của nó rất ít đấy. Thực tế đây mọi người này, mọi người nhìn ở dưới gốc là biết ngay nó có lứt nhiều hay không kìa. Đấy, nó cũng lác đác, nó rụng một hai quả lứt kìa, mọi người thấy chưa, đúng không ạ? Đấy, kia nữa kìa, đấy, lứt kìa, một hai quả kìa. Và đây trên cây đây, đấy, nó lác đác như này thôi. Nhưng mà như hôm qua mình đi đám ma ở trên Cao Phong mình thôi, đấy các bác ấy ngồi nói chuyện, có bác còn bảo là vườn nhà bác ấy cây sai lắm, nhưng mà bây giờ lứt gần như hết rồi, chỉ còn loáng thoáng vài quả thôi, lứt kinh khủng vậy. Đấy, trên Cao Phong cũng lứt ác mọi người nhá. Nhưng mà đây thực tế của nhà vườn mình nhìn xem. Đấy, mình sẽ mời mọi người vừa nói chuyện và tham quan vườn mình. Đấy, tình trạng như bây giờ là 18 tháng 8 này, nhưng mà tình trạng nó lứt vẫn là ít mọi người nhá, gần như là tỷ lệ nó chỉ có 0.01% thôi. Đấy, mọi người xem. Còn không biết là sang tháng 9 thì là thế nào. Những cái dòng này là bắt đầu từ bây giờ đây cho đến 15 tháng 9 là nó nứt kinh khủng luôn mọi người nhá. Và đến hết tháng 9 là nó sẽ hết nứt. Tại vì sao? Tại vì khi quả nó đã lớn đủ rồi, nó giống như là con người khi đã trưởng thành đến 20 tuổi là bắt đầu sẽ không cao được nữa, đúng không ạ? Đấy, nó chỉ có phi người ra thì nó không cao, không lớn được nữa chẳng hạn. Đấy, thì là quả nó cũng lớn đến cái tầng đó là nó sẽ dừng và nó bước vào cái giai đoạn mới là giai đoạn già quả và chín. Đấy, thế nên là nó lứt nhiều nhất là bây giờ ở cái giai đoạn từ 15 tháng 8 này cho đến 15 tháng 9, trong vòng một tháng này đây. Đấy, lứt tiếp này, từ trên từ đi một đoạn vậy mà có hai quả lứt rồi mọi người nhá. Đấy, mà cây cũng không phải là không có quả mọi người nhá. Đấy, cũng sai đấy mọi người này, chúc chiếu này mọi người nhìn này. Sai đấy mọi người, nhưng mà không lứt mọi người nhá. Đấy, cũng có tỷ lệ lứt nhưng nó chỉ 0.01%. Đấy, đây, sai này mọi người, dập díu hết vào rồi, bây giờ nó díu hết vào cành. Đấy, đây, mọi người xem, mình đang bảo ngày mai, có khi chiều mai mình sẽ tiến hành mình phun một lần nữa là mình thôi đấy. Lứt thì cũng phải chịu thôi, mình phun một lần nữa là 4 lần phun bo canxi kết hợp vi lượng cộng axit amin rồi. Đấy, nên là có lứt nữa thì cũng chịu thôi. Nhưng mà thường thì mình làm như vậy thì mình thấy cái tỷ lệ lứt của nhà mình nó rất ít luôn so với các nhà khác. Đấy, à đây thêm một quả lứt nữa, 3 quả. Đấy, đây là một lứt một quả nữa. Đấy mọi người. Nhưng mà những cái chùm sai này không nên lứt. Đấy, như mọi năm là cái chùm sai này nó lứt lứt hết luôn. Mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy là mình xin chia sẻ với mọi người cái kỹ thuật và cái thực tế của nhà vườn mình vẫn làm. Đây là vườn V2 của nhà mình. Năm nay rồng mình rồng từ 2010 mọi người ạ. Dập díu hết vào rồi. Díu hết rồi. Quả trong thân này mọi người. Đấy, mọi người cứ tỉa thoáng quá, nhưng mình nói thật thì mình chỉ tỉa cái cành cấp 1, cấp 2, cấp 3 thôi, còn cấp 4 đổ ra là mình vẫn cứ để này. Nó cũng vẫn được quả bên trong nhưng nó ít. Nhưng mình cũng lười, mình cũng để nó hơi rậm rạp một chút. Đấy, quả đây mọi người này. Đấy, mã rất là sáng nhá. Có các bác vào chơi thăm vườn ấy, bảo không hiểu tại sao cam của mình nó sáng mã thế. Mã nó xanh mà nó sáng thế. Đấy mọi người xem, không bị một quả nào dám luôn ấy. Thậm chí mọi người xem đến giai đoạn này chưa thấy một quả dám nào luôn ở vườn này. À, đấy là mình phun được. Vừa rồi đây mình phun lần thứ 3 cái thằng Comilut mọi người nhá. Thì mình toàn phun những cái dòng thuốc gốc rẻ tiền thôi. Nhưng mà mình lại phải rình vào là không có ánh nắng thì mình phun được cơ. Chứ còn nắng nhiệt độ cao hơn 30 độ C mà mình phun là nó sẽ bị cháy. Thế nên là mọi người xem, thực tế của nhà vườn mình là tuy là thuốc rẻ nhưng mình phải biết cách mình phun thì nó vẫn đạt hiệu quả. Chứ còn nếu như mọi người không biết phun thì nguy hiểm, nó cháy thì cũng nguy hiểm lắm. Đến lúc cuối năm không bán được ạ. Nhà vườn mình ở đây chỉ có 80 cây thôi mọi người nhá. Vườn mình ở đây chỉ có 80 cây thôi, có đất đâu. Mình mỗi thứ một tí, hát đất mình mỗi thứ mình xem một tí. Mình sẽ đi từ đầu đến cuối luôn. Đấy, đấy mọi người xem.
không có lứt nhá. Nhìn dưới gốc là biết ngay mọi người nha. Đấy, mình vừa rắc vôi hôm trước thì mình đã chia sẻ mọi người video đấy. Đấy, kìa kìa, cũng có những quả lứt rồi kìa kìa. Đấy, nó tỷ lệ nó rất là ít luôn. Đấy, nó xin chia sẻ với mọi người thật sự cái công việc của nhà mình làm thôi. Đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.